Tôi luôn tự hào về những bữa cơm thơm ngon do chính tay mình chế biến cho gia đình. Có hai yếu tố quan trọng bậc nhất để có được một nồi cơm thơm ngon, đó chính là bàn tay khéo léo của người nội trợ và thứ hai là chất lượng của gạo phải ngon. Để giúp cho các bà, các chị nội trợ có được một nồi cơm ngon vừa ý, ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị ba loại gạo sạch chất lượng cao của công ty cổ phần phân phối và bán lẻ VNF1 thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc, đó là gạo Trân Châu, Nam Giao và Bắc Hương. Đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm gạo Trân Châu, một loại gạo hội tụ đầy đủ các yếu tố của một loại gạo thơm ngon thượng hạng mà không phải loại gạo đặc sản nào cũng có được. Hạt gạo Trân Châu thuôn dài, màu trắng sữa và có hương thơm ngay cả khi chưa nấu. Trân Châu là một loại gạo hút ít nước, khi được nấu chín thì gạo Trân Châu cho hạt cơm trắng, tuy mềm dẻo bên trong nhưng lại rất săn giòn ở lớp bên ngoài. Chính đặc điểm này đã tạo ra những hạt cơm Trân Châu lấp lánh như những hạt ngọc khi được xới ra bát, nhìn vô cùng là ngon mắt. Khi thưởng thức thì các bạn có thể dễ dàng cảm nhận được ở những hạt cơm Trân Châu có độ mềm dẻo thường thấy ở các loại gạo cao cấp, có vị đậm và ngậy đặc trưng của các giống lúa vùng cao và đặc biệt là có một mùi hương tự nhiên thơm ngát rất riêng, không thể lẫn của Trân Châu. Tất cả những điều này sẽ mang lại một cảm giác ngon miệng tinh tế cho người ăn khi thưởng thức gạo Trân Châu. Nam Giao được sản xuất từ một giống lúa thơm, được nuôi dưỡng bởi dòng nước mát lành và những hạt phù sa giàu dinh dưỡng của dòng sông Mekong hùng vĩ đã cho ra đời những hạt gạo Nam Giao với những đặc tính nổi bật của một loại gạo ngon mà nhiều người tiêu dùng mong muốn, đó là dẻo và thơm. Gạo Nam Giao hút ít nước, khi nấu chín thì cho hạt cơm trắng tựa bông bưởi, hạt cơm dẻo mềm và tạo ra mùi hương rất thanh mát và nhẹ nhàng. Điều này sẽ tạo cho người ăn một cảm giác rất thanh tao và tinh khiết khi thưởng thức. Gạo Nam Giao rất phù hợp cho những gia đình yêu thích các loại gạo dẻo mềm và thơm. Bắc Hương là loại gạo rất phổ biến ở miền Bắc. Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng nào cũng có cơ hội được thưởng thức gạo Bắc Hương có mùi vị đúng với hương vị nguyên gốc của loại gạo đặc sản này. Nguyên nhân của việc này thứ nhất là lúa Bắc Hương được trồng ở rất nhiều vùng khác nhau tại miền Bắc, nhưng do sự khác biệt về điều kiện thổ nhưỡng và canh tác nên chất lượng gạo Bắc Hương giữa các vùng trồng có sự chênh lệch. Thứ hai là gạo Bắc Hương được bày bán trên thị trường hiện nay phần lớn đã bị pha trộn gạo tạp. Chính vì vậy, người tiêu dùng không dễ dàng để tìm mua được gạo Bắc Hương thứ thiệt trên thị trường để thưởng thức. Gạo Bắc Hương của VNF1 được trồng ở vùng Mỹ Hào, Hưng Yên, một vùng có đất phù sa màu mỡ của đồng bằng sông Hồng và trình độ canh tác cao của người nông dân nên nơi này từ lâu đã được các chuyên gia và người tiêu dùng đánh giá là vùng trồng Bắc Hương có chất lượng ngon nhất tại miền Bắc. Gạo Bắc Hương ở vùng trồng Mỹ Hào, Hưng Yên đảm bảo không bị lai tạp, giữ đúng được hương vị nguyên gốc. Gạo Bắc Hương thật khi nấu sẽ cho hạt cơm rất đậm, dẻo, vừa và có hương thơm dịu nhẹ. Khi thưởng thức thì người ăn sẽ cảm nhận được một vị dịu ngọt nơi cuối lưỡi. Với gạo Bắc Hương của VNF1 thì người tiêu dùng sẽ được thưởng thức gạo Bắc Hương thứ thiệt, đảm bảo giữ đúng được những hương vị nguyên gốc của loại gạo này. Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng gạo VNF1. Việc thu mua, chế biến và bảo quản gạo VNF1 được tiến hành theo tiêu chuẩn HACCP, một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo vệ sinh an toàn cho sản xuất và chế biến thực phẩm. VNF1 Distribution tự hào là doanh nghiệp sản xuất và chế biến gạo tại Việt Nam đi đầu trong việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP. VNF1 Distribution đã chính thức được tổ chức WQA của Vương quốc Anh cấp chứng chỉ HACCP về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính vậy mà gạo VNF1 đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về an toàn cho sức khỏe như không có dư chất bảo vệ thực vật, không có chất bảo quản độc hại và không bị nấm mốc. Quý vị có thể tìm mua các sản phẩm gạo đóng túi thương hiệu VNF1 ở các cửa hàng VNF1, hệ thống siêu thị và cửa hàng tạp hóa trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện đến số 04 62 85 85 85 để được phục vụ giao hàng tận nhà.